Bí quyết nhổ răng khôn không đau một xíu nào. Hello hello mọi người, bạn khách hàng xinh xắn đến với nha khoa chống răng Sài Gòn trong tình trạng đau nhức răng cuối hàm, nghi ngờ có dấu hiệu mọc răng khôn. Bạn chia sẻ là đau nhức cả tuần này không hết nên đến nha khoa kiểm tra cho chắc, được thì xử lý luôn, không cho nó sinh sôi nữa. Ok, bạn đã lên tiếng thì nha khoa sẵn lòng hỗ trợ. Trước tiên mình đi chụp phim kiểm tra xem tụi răng khôn đang ẩn nấp chỗ nào, sau đó lên gặp bác sĩ để được tư vấn cụ thể nhé bạn ơi. Đấy rồi, thủ phạm khiến bạn khách đau nhức cả tuần đã lộ diện. Khôn trên và dưới nha. Thì nó kẹt thì xương chỗ này ha, thì bên đây thì nó lệch ngoài, thì sâu nữa thì em sẽ ngồi trên dưới luôn, tại vì nó cảm hóa chỗ này thành ra mình rét nó mới đau chứ bình thường nó không có đúng này. Thì giải quyết xong hết cái này là ok. Giờ thì đến với quá trình loại bỏ hai chiếc răng khôn bằng công nghệ Piezotom. Đây là công nghệ nhổ răng khôn tân tiến nhất hiện nay, giúp loại bỏ răng khôn an toàn, nhanh chóng, không đau và lành thương rất nhanh. Đặc biệt là được rất nhiều khách hàng lựa chọn để nhổ răng khôn ạ. Và đây là kết quả sau 20 phút thư giãn. Chúc mừng bạn đã loại bỏ răng khôn thành công. Mọi người đang gặp các vấn đề về răng khôn nói riêng hay các vấn đề về răng miệng nói chung thì liên hệ ngay nha khoa chống răng Sài Gòn để được tư vấn giải pháp phù hợp nha.